Liên quan đến vụ băng nhóm áo cam, hàng trăm người đập phá quán ốc gây rúng động dư luận, chiều 7 tháng 6 năm 2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này. Theo đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2020, tại quán nhậu Ốc Hương, địa chỉ ở số 8688, đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân, do anh Nguyễn Văn Quý quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân làm chủ. Lúc này, khoảng 200 thanh niên mặc áo màu cam đi trên xe máy, phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh, đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán. Một số thanh niên manh động đã xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long, 30 tuổi, ngụ phường 14, quận 6, là khách đang nhậu với bạn. Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, nhóm này đã lên xe và cùng nhau bỏ đi, theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Vào thời điểm trên thì có khoảng 200 đối tượng đi trên xe máy, cuối xe thì cũng hai đối tượng đi và mang theo nhiều vũ khí đến được cửa quán và tìm người để đánh, nhưng mà không thấy thì vào đập phá quán. Và hôm qua thì đập phá quán thì có anh Lâm Thành Long sinh năm 1990, của phường 14, 6 là khách nhậu của quán. Đang ngồi đó thì giơ điện thoại lên để quay thì đối tượng đã đến đánh anh Nguyễn Thành Long gây thương tích. Và qua đi đập phá thì cũng rất là chóng vánh, trong vòng 5 phút thì bỏ đi. Thì qua sau sự việc xảy ra thì có nhiều video clip quay từ cảnh ở trên đường và cảnh đập phá ở trong quán. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt, xử lý nghiêm trước pháp luật. Ngay sau đó, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phân công Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra triệu tập các đơn vị liên quan đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ tổ chức truy bắt đối tượng. Công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê kết nhóm đánh nhau. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm, gồm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại hoặc cố ý làm hỏng tài sản. Công an đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ về các hành vi cụ thể, xử lý nghiêm trước pháp luật. Việc truy bắt đối tượng thì của công an đang tập trung rất khẩn trương, quyết liệt. Tuy nhiên đối tượng thì ban đầu xác định đối tượng đi trong nhóm này khoảng 2 năm đối tượng, do đó đối tượng truy bắt chúng ta còn phải tiếp tục truy xét để xác định đối tượng và đưa ra xử lý. Thì ngoài cái việc truy xét của công an thành phố cũng kêu gọi người thân, bạn bè, gia đình của các đối tượng liên quan và kêu gọi trực tiếp đối tượng có liên quan thì ra đầu thú để được hưởng những lượng khoan hồng.